Thân chào quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau trên kênh kỹ thuật thi công cơ điện. Mình là Nguyễn Đức Tứ Luyện. Thì hôm nay Luyện muốn khẳng định lại một lần nữa cho quý vị, đó là lỗi mắc sai lầm mà khi chúng ta dùng mạch đèn cầu thang. Quý vị biết rằng là cái sự sai lầm đó là lỗi, là không tính trước vì lý do chúng ta không dùng CB chống giật. Thì ngày hôm nay cái vai trò của CB chống giật hay là CB chống dòng rò nó rất là quan trọng để nó bảo vệ. Và CB chống dòng rò đó thì thông thường nó là 30mA, cho nên khi có sự cố lịch thì nó sẽ nhảy. Hôm nay thì Luyện muốn dựng lại cái hiện trường mà thông thường thì sau khi mọi người mua CB chống giật về nhưng cuối cùng xài không được, nguyên nhân tại đâu? Các thợ điện hay là chủ nhà cần chú ý những cái thao tác sau. Bình thường đó thì cái lỗi mà hay mắc nhất đó là mạch đèn cầu thang. Vì mạch đèn cầu thang đó thì nó như thế này. Tôi biết cái mạch đèn cầu thang ha. Cái mạch đèn cầu thang đó thì quý vị tôi sẽ vẽ về một cái sơ lược về nó là như thế này. Ở đây đó quý vị sẽ thấy là lay, có nghĩa là lửa. Tiếng Anh nó là lay, Việt Nam mình nó là lửa đó. Còn có từ N này là neutral, tiếng Anh nó là neutral hay là nuts, tiếng Việt mình là nguội. Cho nên là thông thường người ta nói là lửa nguội. Còn ở đây là quý vị phải biết là lay này á là thật sự là đầu điểm cuối của đèn. Có nghĩa là cái đèn của chúng ta nó có hai đầu. Thì cái một cái đầu còn lại đi ra đèn đó thì người ta thông thường gọi hay là lay luôn ha. Quý vị sẽ thấy là cái đèn của mình đó thì nó sẽ là như thế. Tôi sẽ cho các bạn, đừng có hiểu nhầm. Quý vị đừng có hiểu nhầm, cái đây nè. Cái một cái sợi dây này là một cái sợi dây trung tính nha, bên tay phải của tôi nè. Sợi trung tính còn này người ta gọi là lay nè. Thật sự nó là điểm cuối của đèn khi chúng ta đưa vào đó. Thì quý vị và các bạn hay bị nhầm lẫn khi chúng ta thiếu kinh nghiệm. Thì cái việc đó để giải quyết như thế nào thì ngày hôm nay đó, thì cái việc này đó nhiều lần rồi. Cho nên tôi khẳng định với quý vị và các bạn đó là CB chống dòng rò là trên nguyên tắc đó là so sánh dòng. Nó dựa vào định luật Kirchhoff 1 để giải thích hiện tượng này. Và ở trên đó người ta gắn cuộn cảm để nhận ra cái sự so lệch dòng. Thì tôi sẽ đấu cho các bạn sẽ thấy được là bên tay phải của tôi là tôi đang dùng một cái CB chống giật của LG, của LS. Mà tôi đi công trường thì quý vị thấy là nó đang sáng bình thường. CB chống giật rồi thì các bạn sẽ có nút test là T ở đây này, tôi test nó sẽ nhảy và tôi mở lên bình thường. Quý vị thấy đây là trên mạch đèn cầu thang của tôi, đây là một cái cặp thông. Tôi tắt ra đi. Cái cặp thông là cái cặp dây màu trắng này, đúng không? Và ở đây là sợi dây nguội, xin lỗi, sợi dây lửa này. Tôi đặt rất là đúng thứ tự. Còn bên này là sợi trung tính. Thì cái này là cặp thông này để nó tắt qua tắt lại thì quý vị sẽ thấy cái mạch đó. Tôi giải thích lại cái mạch này, tôi làm đây là làm thứ tư rồi. Thì ở đây tác động ở đây thì lửa đưa vào đây thì cái công tắc này nó sẽ bật lên nè. Ví dụ như ở trạng thái này nè, thì ở trạng thái này là đang hở mạch, đúng không? Thì cái công tắc ở này nếu nó ở trạng thái này thì quý vị thấy là điện nó sẽ chạy từ đây qua đây qua bóng đèn và nó kết nối trung tính, nó sẽ sáng. Còn trường hợp mà chúng ta ở đây chúng ta tác động mà nó ngược lại á thì cái công tắc này nó sẽ rời cái vị trí này mà nó xuống vị trí này thì ở đây nó sẽ tắt đèn. Và ngược lại ở đây chúng ta sẽ rời cái công tắc này, nó ở điểm 1 này nè, nó đi qua điểm 3 này thì lúc đó nó sẽ sáng đèn. Nó chỉ có hai cực thôi, một cái điểm chung và hai đường thông. Thì quý vị sẽ thấy ngày hôm nay tôi dựng lại cái hiện trường mà giải quyết rất là nhiều sự cố mà nhiều lúc mà chúng ta giải quyết không được. Điển hình như là cái nhà của anh Nguyễn Tư Du. Thì hôm nay tôi minh chứng cho các bạn thấy được cái điều đó nó như thế nào. Thì tôi dựng lại cái hiện trường này có quý vị coi nha. Bây giờ đó là mạch đèn cầu thang chúng ta đang lấy trung tính rất là thoải mái ở trong một cái eo này. Thì nó bảo vệ rất là thoải mái nha. Bây giờ
Quý vị để ý là cái sợi dây này là cái sợi dây trung tính. Tôi thông thường là quý vị sẽ thấy là cái đèn của chúng ta nằm đây nè. Ví dụ như cái con lửa mà quý vị sẽ lấy từ ở tầng 1 nha. Cái quý vị sẽ kéo cặp thông ra này và cái dây trung tính này quý vị lấy ở tầng 1. Mà ở đây là lửa chúng ta lấy tầng trệt á. Mà chúng ta không đem về đúng với ở tầng trệt thì chắc chắn rằng nó sẽ nhảy và nó không cho quý vị xài được. Nguyên nhân là tại vì đâu? Thì tôi dựng lại hiện trường như thế này. Bây giờ quý vị là đã thấy là cái đèn này tôi muốn làm một lần nữa, quý vị sẽ thấy nó sáng bình thường ha. Đang sáng bình thường như thế này. Bây giờ tôi tráo trung tính đi. Thì ở trung tính này nó sẽ không qua CB này, cho nên quý vị sẽ thấy là nó sẽ khác. Bây giờ ở bên này tôi cũng có một cái nguồn điện chung như thế, nhưng không cho đi qua đây. Thì quý vị sẽ thấy là ở bên này có lửa nè. Bên này tôi lấy nguội nè ha. Thì tôi tắt cái bông tắt đi thì quý vị sẽ thấy điều gì xảy ra ở đây. Quý vị cảm thấy tôi dành những thời gian quay video quý vị đây, quý vị ủng hộ mình nhé. Bây giờ tôi bật cái đèn này lên, bây giờ tôi bật nguồn ha. CB tôi test bình thường, CB tôi đang hoạt động bình thường ha. Bây giờ tôi tắt động ha. Tôi chỉ cần bật đèn lên nó sẽ nhảy ngay. Quý vị thấy ngay chỗ nào không? Camera chú ý ngay chỗ thao tắt tắt này nè. Quý vị sẽ thấy đèn của tôi sẽ nhấp nháy một phát và sẽ rất ngay. Đây. Bật nha. Quý vị không do mặt tác động. Nguyên nhân là đâu tôi giải thích bằng lý thuyết luôn nè. Theo cái định luật Kirchhoff 1 thì khi một cái mạch điện mà nó khép kín á thì nó đi từ đâu? Tôi nói ở tại một cái phụ tải này. Ở đây là điểm A và ở đây là điểm B. Nha. Tôi biết hàng ngược. Có bóng đèn này đi. Đây và N. Thì cái tải này là tiêu thụ. Để xuất hiện được dòng điện thế này thì phải có một nguồn điện áp. Để xuất hiện được một dòng điện cần phải có một điện áp xuất hiện trên cái đầu đồng mạch này. Đó là sẽ tạo cái sự chênh lệch điện áp để nó có sinh ra được cái dòng điện này. Nếu như không có xuất hiện điện áp, chênh lệch điện áp thì sẽ không bao giờ xuất hiện được cái dòng điện tại đây. Cho nên mạch này sẽ không hiểu rõ và mạch này cũng sẽ không có tác động điện nó sẽ chạy từ đây. Như vậy là cái điện áp ở tại N này là thông thường là 0V. Và điện áp từ đây đổ vào trung tính cho nên nó sẽ có sinh ra dòng điện khi nó mang thiết bị phụ tải. Thì quý vị sẽ thấy rõ là khi dòng đi qua đây và dòng về sẽ bằng nhau. Thì theo cái định luật Kirchhoff 1 á, nghĩa tôi biết là nếu như tại điểm đèn này tôi cho là điểm A thì cái điện áp đi vào cái nút A này nè và ra là nút B. B A đây, B đây. Thì cái dòng tại nút này là nút 0 thì cái dòng đi vào đó cho dòng IA nó cộng với cái dòng trừ IB thì nó sẽ bằng 0. Cho nên là cái dòng ở đây nè là dòng IA. Nó đi dòng này dòng đi tới, quý vị thấy không? Và dòng này nó đi tới cái điểm 0 này nè. Và dòng này là dòng đi ra từ 0 đi ra B. Cho nên định luật cái chốt là tổng đại số các phần tử điện là bằng 0, tại muốn bằng 0. Cho nên là IA nó cộng trừ IB thì nó bằng 0. Cho đó quý vị sẽ thấy tôi quán đổi cái phương trình này lại. Đó là IA nó sẽ bằng IB. Cho nên quý vị dùng nó là dùng cái gì? Đó là dùng cái gì? Đó là dùng cái dây trung tính nó không quan trọng. Cho nên là dùng cái dây trung tính nó nhỏ hơn. Tôi nói cho quý vị trong cái vấn đề ở đây mà quý vị dùng điện một pha nào, quý vị nói như vậy đó, cái dây trung tính quý vị bị cháy đó nha. Tôi nói khẳng định lại là dòng đi về dây trung tính là có, và nhưng điện áp tại dây trung tính là không.
Hôm trước tôi đã chứng minh tại sao động cơ ba pha không dùng dây trung tính, và tại sao người ta dùng trong điện lưới ba pha người ta kéo dây trung tính nhỏ hơn 1/3 lần hoặc là 50% so với dây lây. Nguyên nhân tại đâu tôi cũng đã giải thích hết rồi, xem lại những cái bài giảng đó nhé. Rồi bây giờ đó là quý vị sẽ thấy là nó đang lịch dòng như thế này ha. Tôi tắt lại một lần nữa là quý vị, tôi nói là quý vị là mạch này sạc đường nó lại nhảy liền. Tôi chưa nói cái này là nếu mà có một cái eo nữa thì sẽ hấp dẫn hơn nha. Bây giờ nếu như vậy đó, tôi sẽ chuyển cái nguồn này đi qua đây thì quý vị sẽ thấy nó điều gì xảy ra. Nó xài rất là bình thường ha. Bây giờ tôi đổi qua đây. Cả đây có điện sống thì quý vị thấy là nó sáng liền đúng không? Đúng không? Ở lại vì trong nhà tôi có một cái nguồn điện như vậy. Nếu ở đây tôi dùng một cái CV thường thì ok luôn, tôi sẽ lấy cái CV thường luôn quý vị nghe. Ở nhà tôi đủ đồ chơi hết á. CV thường thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Quý vị sẽ thấy dùng CV này rất là an toàn. Như vậy thì quý vị nói rằng là nhà mình không có tiếp te thì có dùng CB chống giật có được không? Được. Nếu như tôi nói đã có tiếp te, nó có sinh ra dòng rò thì nó cái CB chống giật nó tác động trước. Còn nếu như chúng ta không có ở đây thì nó sẽ tác động sau. Và khi nó giật chúng ta thì tắt cái ngưỡng 30mA nó sẽ rớt. Tôi bật ra ha. Rồi quý vị thấy nè. Bây giờ tôi mở luôn đây ha. Hiện giờ trung tính của chúng ta là đang có điện nè, tôi cũng không dạy gì động vô đúng không? Cái này tôi đã giải thích rất là nhiều lần rồi. Quý vị thấy nó đang xài bình thường không? Đó. Hôm nay tôi dựng lại hiện trường cho quý vị coi. Nếu như trường hợp này đã xảy ra đó thì quý vị sẽ kiểm tra lại dây trung tính, phải test cái mạch đèn cầu thang này mà thợ điện hay bị nhầm. Như vậy là chúng ta lấy trung tính tại tầng nào thì chúng ta phải lấy đúng trung tính của tầng đó. Hoặc là chúng ta kéo một cặp thẳng, một cặp lây từ trên xuống dưới cho một cái CV chống giật. Ở riêng một cái mạch đèn cầu thang thì nó sẽ hay hơn nhiều nha. Cho nên quý vị sẽ, tôi khẳng định lại với quý vị là CV chống giật này nè, nó vừa chống rò, nó vừa chống chặt. Tôi nói cái từ mà giống rất bình dân, tại vì tôi làm những cái video này để cho mọi người khác coi nữa nha. Nó vừa chống rò, nó vừa chống chặt được, nó bảo vệ ngắn mạch đó. Nó từ cái thuật là nó vừa chống dòng rò, nó vừa chống chặt. Rồi quý vị sẽ thấy những video này hữu ích thì cho tôi cái like, cái share nhé. Quý vị sẽ cảm thấy những video có hữu ích thì hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những video hữu ích sau. Thân chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ gặp nhau những video sau. Thân chào quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau trên kênh Kỹ thuật Thi công Cơ điện. Mình là Nguyễn Đức Tiến Luyện. Thưa quý vị và các bạn, tôi đi làm công trường rất là nhiều, cũng được 12 năm thì so với một số quý vị thì cũng không được nhiều lắm đâu. Nhưng tôi tuyên bố với quý vị và các bạn đó là về một số về mặt kiến thức cơ bản về cung cấp điện tôi nắm rất là rõ. Nhưng về một số kỹ năng nghề thì tôi sẽ thua quý vị. Vì những điều này nó xảy ra ở trong thực tế, cho nên nhiều lúc tôi dùng những cái thuật ngữ hay là những ngôn từ để dùng chung cho mọi người. Cho nên có một số quý vị vào chữ tôi rất là đáng lòng. Quý vị chửi tôi là lên đây là dạy đời cũng có, không phải đâu. Lên đây để chứng tỏ mình và bức xúc quá không nói được cho nên có dịp để nổ. Và ai chửi tôi là ngu hay là như thế này như thế nọ thì ok, không thành vấn đề. Nhưng mà tôi nhìn ở trên cái lượt view của tôi á, mà người ta qua 100 mấy chục nghìn như vậy thì cái thành phần mà chửi tôi thì ít, còn thành phần mà góp ý hay là chia sẻ thì nhiều, và không comment thì rất đông. Cho nên tôi vẫn quyết tâm để làm điều này cho quý vị. Thì tóm đi tóm lại đó là hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý vị có một điều sai lầm cực kỳ của thợ điện trong mạng lưới ba pha. Thì cái điều này tôi không thể quay phim ở thực tế được, nó có một số vấn đề tế nhị trong đó cho nên là tôi không thể quay được. Hôm nay tôi muốn làm một clip này chia sẻ cho chủ nhà và các thợ cần chú ý chút xíu. Vì một số thợ thì đi làm thì mới điện một pha hoài đó, cho nên là thật sự ra thì nó bị thiếu sót về kinh nghiệm. Thì để hiểu rõ được điều này á, chắc có lẽ là tôi sẽ vẽ phiên bản một tí ha, rồi quý vị sẽ thấy thì tôi sẽ để rõ hơn. Rồi quý vị sẽ nhìn phiên bản này thì tôi
cơ bản như thế này, cho nên cuối cùng là cái nhà đó bị đứt trung tính cho nên bị cháy. Và sau đó là tôi cũng không phát hiện ngay lập tức đâu, nhưng mà nhiều lần đó thì tôi có lần thứ hai thì tôi có phát hiện được có lỗi rất là đáng tiếc để xảy ra. Làm sao ta, cái bây giờ cái bút lông màu này có đầy đủ rồi thì quý vị thông cảm chút xíu nha, chờ tôi một chút xíu. Như thế này, cái này là có thật nha, mở vừa xử lý xong. Cho nên về chia sẻ quý vị, đây là dựng lại hiện trường là như thế này, là cái điện lưới lên lay 1, lay 2 và lay 3 và lay N. Thì quý vị sẽ nhìn ở đây nè, anh gắn vô một cái CV 3 pha. Cái CV 3 pha tôi điển hình là cái CV 3 pha của mình, còn cái nào ở ngoài đây không? Lại cái khối á. Cái khối thì không, cái khối thì nó không đúng với cái thực tế lắm, cho nên là nè, bị chờ tôi một chút xíu, siêu tôi có đầy đủ đồ chơi đây mà. Đã. Đây. Cái này là cái MCCB 3 pha. Nha. Còn cái này là em xin lỗi, cái này là MCB 3 pha 4 cực có trung tính ở đây này. Nhưng hôm đó không dùng cái này. Nha quý vị xin rõ nha. Thì ở trong cái vấn đề là ở đây nè, thì đang dùng cái con này, cho nên anh đấu ba cái lay lửa vào đây và đồng thời có một cái CV 32A. Anh đấu như thế này nha, tôi vẽ đúng thực tế nha, anh đấu như một sơ đồ mạch rồi tôi sẽ thực hành quý vị coi. Là trên tay tôi đang diễn tả để dựng lại cái hành động này như thế này, có nghĩa là anh đấu vào cái CV 3 pha 63A như thế này nè. À, là 3B ở chỗ này đấy ha, 3B bằng 63A. Đây là CB 3 pha. Thay vì trung tính nguồn á, tôi biết ngay trung tính nguồn này, cái này nè, N đây nè, anh đưa vào một cái thanh chung neutral. Hay là trung tính, hay là nguội á, hay là mát á, có nhiều thuật ngữ để gọi khác nhau. Thì anh không đưa qua đây liền đâu. Nếu đưa như vậy thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh đưa qua cái CV này quý vị, anh đưa cái sợi dây trung tính này đi qua đây trước. Cái CV 2B ở đây tôi vẽ rất là rõ ràng ha. 2B này, chỗ này nó còn một trống này chỗ này. Quý vị thấy là anh đưa đi qua đây, là cái chỗ này là 2B bằng 32A. Và sau đó anh kết nối về trung tính trục. Quý vị để ý ngay chỗ này nha, tôi vẽ là cái nét màu xanh cho nó khác thường chút xíu. Đó là cái sự bất thường ở đây. Và để ý tôi vẽ lại ở bên này, nếu như chúng ta đấu đúng là ở đây. L1 L2 L3 và N. Nó sẽ đi qua cái MCB là chỗ này là 3B bằng 63B. Nó bắt đầu nó mới chia tải đi, thì nó có thể chia xuống cho từng pha một ha. Nó chia xuống đây và nó chia xuống đây, ở này đi, và nó chia đây, chia đây. Đó, và trung tính nguồn nó như thế này là đúng, nó sẽ vô thanh trung tính ở đây, nó có một cái dập như thế này, ở trong cái tủ điện chúng ta sẽ có thanh trung tính này, thanh là neutral. Hay là nớt. Thì quý vị sẽ thấy là ở trong cái bản tủ của mình đó, nó sẽ có một cái thanh ở đây này, nó gắn bằng dựa và nó rẽ như thế này nè. Cái cách này là chúng ta đấu đúng hoàn toàn. Tôi vẽ cái chỗ này để khắc thường bất thường ở đây, là cái thông nhiên chỗ ở đây. Quý vị sẽ thấy được điều gì khi bình thường cái mạch này, khi bình thường nó hoạt động thì 100 là không bao giờ đứt trung tính ra đây được. Chỉ trừ trường hợp ông điện lực ông làm đứt trung tính thôi. Còn lại thì không bao giờ đứt được. Đứt trung tính ra đây. Còn cái mạch này nè,
khi cái dòng 32A nó đi qua một cực này, quý vị sẽ nhìn thấy rõ ở đây nè. Nó đi qua đây nè. Không có chuyện gì xảy ra khi anh liên cái đầu này, anh cấp vô đây nè, anh cấp được đây nè. Thì khi mà trên cái lây này đó, nó đang có sự cố gì thì thợ điện trung cấp điện đi để sửa đèn. Không ngờ cái sợi dây trung tính là nó rớt, cho nên điện ở các pha này nó sẽ đi về, nó có sự phổ cảm. Thì cái thanh neutral này nó xuất hiện được cái điện áp là từ 228V đến 350V, tùy theo phụ tải điện trở trên các pha nó như thế nào. Thì quý vị sẽ để ý cái điện trở này nó từ đâu. Hôm trước tôi đã nói là cái sự hỗ cảm giữa các pha với nhau đó là trung tính đấu trung, và cái sự không có hỗ cảm đó là động cơ ba pha trong quá trình sau thì không có vấn đề gì. Đây được gọi là ba pha bất xứng, cho nên cái vai trò của dây trung tính ở trong cái mạng lưới ba pha bất đối xứng này cực kỳ quan trọng mà chúng ta thường hay xài. Còn trong chuyên nghiệp nhà máy người ta vẫn xài những tín hiệu rất là nhỏ đó. Thì quý vị sẽ thấy là ở đây là nó như thế này. Và để tôi thực nghiệm lại điều này thì bắt đầu tôi có chuẩn bị một số mặt. Thì quý vị sẽ để ý cái này ha. Điều gì sẽ xảy ra và tôi đổ lửa ở đây. Rồi ok, chúng ta xuống bàn ha. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị hết rồi. Vì nhà tôi không có điện 3 pha, cho nên tôi sẽ thay thế cái điện 3 pha này bằng ba cái điện 1 pha này lắp lại với nhau. Tôi điển hình là trên CB 3 pha này. Quý vị thấy không? Nè, có ba lò lửa, tôi điển hình cho 3 pha ha. Thì quý vị sẽ thấy rằng là khi ở đây đó, cái dây trung tính của tôi là cái dây này nè, là không có điện nè. Rồi xong nha, bây giờ dưới CB 3 pha tôi đi chia cho các tải là CB 1V và đồng thời cái CB 32 tôi dựng lại đúng y chang nè. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy đỏ bằng xanh ra cho nó đúng luôn như trường hợp nó vừa xảy ra. Thưa quý vị, có những cái tôi nên quay phim được ở tại hiện trường, vì có những cái tôi không thể quay được vì cái người quản lý nào đó cũng sẽ bị mắc việc. Đây tôi sẽ lấy cái sau lửa ha, sau pha này nha. Tôi mới đưa vào trên đầu lay của thằng CB 1 pha này, ngắn quá. Giao quy cho anh một cái bóng đèn nữa nằm ở phía trên kia. Dạ. Và sau đó là điển hình tôi sẽ dùng cái thanh này là thanh trung tính nha. Thanh này tôi dùng để thanh trung tính đúng như cái vị trí của nó nằm ở trên trên bàn ấy. Bóng đèn rồi, ok, bóng đèn đây. Cảm ơn đã tương tác. Bây giờ tôi mới cho trung tính đi qua cái CB 32A này. Cái này thì hiện giờ đang thiếu đồ, tôi mới chơi chiêu vậy ha. Tại vì bây giờ tôi lục thanh nhiều trộ của tôi trong tủ đồ nghề thì bây giờ tôi không biết nó nằm ở đâu nữa, cho nên không có nhiều thời gian. Đây quý vị để ý nha, hiện giờ cái này là dây trung tính tôi nằm đây nè, bên cái CB đúng 32A nè, tôi mới đưa nó vào đây. Là pha đầu tiên, pha A tôi lắp về anh đây và sau đó tôi xúc đi đâu tôi đi nha. Ví dụ như cái bóng đèn này bây giờ tôi cho nó, cái pha này tôi cho cái xài một cái tải là tải đèn này ha, tải đèn này ha, tôi cho nó một điểm là một tải đèn này đưa đi vào cái nói chung là hiện giờ tôi dựng hiện trường thì quý vị sẽ biết rằng là nó rất là nhiều thứ trên đó, máy lạnh máy lít rồi nó nằm trên đó là nhiều lắm nha. Cái pha mà cái ổ cắm công tắc rồi máy lạnh đèn, còn lại tôi kết nối với trung tính. Đây là cái tải, một cái tải đi quý vị cứ tưởng tượng là một cái đèn, đó là cái tải của chúng ta. Tôi tưởng nó giật có điện thoại, tôi tưởng nó giật mình quý vị. Ok,
Thì quý vị sẽ thấy rồi, còn lại hai pha là tôi sẽ lúp trên đầu của các CP còn lại để mình xúc ra tải nha. Cái bát gì mà nói là complain tôi cái vụ mà để mọi người cảm thấy cái công của anh thì mọi người sẽ like share, chứ cần gì phải kêu gọi nhiều lần, tôi không thích anh cái đó. Quý vị đừng có chửi, nhưng mà các bạn ơi, tôi làm YouTuber, là một người làm YouTube đó, thì cái từ like share đó quý vị cũng sẽ hiểu một chút. Vì quý vị chia sẻ những cái video đó để tôi có những cái phần thưởng mà YouTube gửi cho tôi, để tôi có những cái thiết bị dụng cụ đồ nghề. Tôi mua đồ để làm. Ok chưa? Cái này qua đây ha, bây giờ tôi lắp luôn qua này ha. Đây. Đây là pha B nha. Cho nên tôi làm cái bài này, cho nên là trong một pha thì nó không có gì hết, trừ trường hợp mà ông điện lực cũng làm rớt ra thì cái nhà nó xui, nó nhà nó cháy, cái pha đó nhà nó cháy thôi. Như cái đợt vừa rồi họ cắt trộm dây trung tính, cái người cắt trộm dây trung tính là cái người đó, tôi thấy một cái người phụ nữ đó đó, là mà họ biết cắt được cái dây trung tính không có điện, nhưng mà may họ vẫn cắt trúng cái dây đó thì ok, nhưng mà cái đầu hồn về cái đó có điện giật tán ngửa chết luôn. Rồi, ok, còn có pha còn lại vô hai cái đèn này ha. Pha em có thử em tắm đèn luôn, đồ lửa đi. Còn đầu tiên em hồi cho pha em biết được gì. Pha này chừng nào không tải luôn. Không bọc luôn, không có tải. Ok. Quý vị chịu khó một chút xíu nha. Trong thời gian thì tôi bị run rồi đó quý vị. Ok, bây giờ một cái đầu dây màu vàng này của đèn này tôi vẫn cho dây vô dây trung tính ha. Quý vị sẽ thấy nó ở bất thường khi nào và không bất thường khi nào. Tôi bị giật trung tính nhiều lắm rồi, cho nên tôi cũng sợ rồi quý vị. Hồi bữa trước tôi làm nhà phố đó 1 giờ đêm, 10 giờ đêm thì coi như là bằng nghĩa chân tôi phát là nó giật tôi té ngửa một càng luôn. Bạn sinh viên. Ok. Không, chưa có tải thì không có thể giật được. Quý vị, bây giờ tôi sẽ bật cái CP32 này đi trước nha. Bây giờ tôi bật cái này thì cái đèn này sáng bình thường ha. Cái dây trung tính của tôi nè, rất chi là không có vấn đề gì ha. Ok chưa? Bây giờ tôi bật cái này á thì cũng không có gì đúng không? Không có lửa đúng không? Quý vị thấy là sẽ không có lửa. Ok, bình thường hết, không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ nè, bây giờ quý vị để ý nè, khi tôi sửa trên cái line này, cái đèn của tôi đang sáng bình thường nha. Bây giờ để bình thường nè, bây giờ sáng nè, bình thường nó không có vấn đề gì, nó đang sáng như thế này. Bây giờ tôi cúp cái thằng này nè, nó rớt điều độ thì cái điều gì xảy ra đây? Quý vị thấy điều gì không? Quý vị thấy cái điều gì nguy hiểm không? Đố mà tôi dám đụng vô đây, bạn Gia Huy hay bạn Huy, bạn nào đụng vô tôi không đụng vô đây. Động đây. Bạn
là ok. Và điện áp này tôi sẽ đo cho quý vị thấy là bao nhiêu nha. Như vậy là quý vị sẽ thấy là khi đứt trung tính thì đỏ lửa hai đầu, đầu này cũng đỏ lửa, đầu này cũng đỏ lửa. Thì có người bảo tôi là anh ơi, nhà em điện nó có hai pha lận, pha nào cũng đỏ lửa. Chờ tôi một chút xíu, tôi đo điện áp ở đây là bao nhiêu. Cái điều này đó, có một số người không giải thích được hiện tượng này, mà những cái bài mà ta đơn nói thì có bạn chê tôi. Anh ơi, anh viết ba cái độ công thức lý thuyết mạch không, mà cái độ đó năm nhất người ta dạy hết rồi mà tôi tưởng anh chứng minh cái gì ghê gớm. Tôi nói là còn 3-4 phần nữa thì mới thấy được giá trị của nó như thế nào, chứ còn chưa thấy được đâu. Bây giờ tôi mới đo điện áp ha. Điện áp giữa trung tính thằng này với thằng này là bao nhiêu? Cái đồng hồ tôi không chuẩn thì sao mà nó đo lên có 3 V? Đúng rồi đó, sao 3 V được? Cái bóng đèn mình 40W. Cái đồng hồ tôi không chuẩn quý vị ơi. Ở đây nó chỉ đo là có 1 V thôi. Anh đo lại đầu nguồn á. À, tôi đo ở đây thử coi ha. Đầu nguồn 220 210 V nè. Đầu nguồn là 10 V nè ha, 210 ở đây đứt trung tính thì còn bao nhiêu? 1. Còn 1 V. Vô lý chứ ta. Ở đây không thể nào 1 V được, đồng hồ tôi nó có bị có vấn đề quý vị. À, thứ hai nữa là do điện áp ở đây nó xảy ra là do như vậy, là cái vấn đề là do theo cái phụ tải của mình. Để tôi đo lại lần nữa. Cũng là 1 V. Cái này thì theo nguyên tắc của nó là điện áp chia 2 đúng không quý vị? Nếu đúng với phần lý thuyết thì cái lúc này cái áp pha nó phải chia 2. Để tôi kiểm tra cái đồng hồ lại, tôi nó không có chuẩn một chút xíu ha. Thì những cái như thế này thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ nguy hiểm. Nếu như ở trong một pha thì quý vị đụng vô thì nó sẽ bị giật nha. Còn lại còn lại á, thì khi mà quý vị biết là cái này là quý vị biết là nó bình thường như thế này. Khi nó đứt trung tính như thế này thì hãy cẩn thận bắt một cái lỗ như thế này. Nếu như cái trường hợp mà quý vị biết rằng là khi mà chúng ta cúp nguồn chính đi thì ở đây không bao giờ có lửa, nó bình thường. Cho nên hãy cẩn thận điều này thì nó sẽ cháy thiết bị của quý vị. Quý vị thấy video này có giá trị, hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới. À, thân ái chào quý vị, chúng ta sẽ gặp những video sau.